kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. Mấy anh em, bữa nay mình làm cái buổi tiệc đãi bà chị ở thành phố xuống ở nhà ơi. Nói chung mình sáng ngày mình cũng đi chợ rồi mua một số đồ lặt vặt về mình làm tiệc mình dùng ở nhà ơi. Đã mình có mua một con cá chim trắng khoảng cỡ 4kg. Rồi khoảng cỡ 3kg thịt dê. Này, thịt dê nữa nha, tao làm sẵn hết rồi. Cá giò mình thái ra, cá giò khoảng cỡ cũng 4-5kg luôn, mình thái ra hồi mình lăn bột chiên. Có rau kèm ăn lẩu dê, gồm có bông đọt bầu, bông bí, xả, nói chung là rau gom tất cả. Rồi xoài này hồi mình bầm ra mình trộn với khô cá lóc nữa nha. Rồi bắt đầu là cá thì mình hấp, dê thì mình nấu lẩu, cá lăn bột, xoài làm khô. Rồi bắt đầu à, giờ mình sẽ xả dê, mình cho một miếng muối, gừng mình đập dập ra, với cho một miếng rượu vô, rồi mình khử cái mùi dê đó nha. Rồi mình lấy thịt đó, rồi cho nó sôi lên cái. Giờ mình cho thịt dê vô nữa nha, để mình khử cái mùi dê á. Cái miếng dê ngon lắm đó nha. Rồi xong cái này mình cho nó ra đây. Ở nhà ơi, giờ bắt đầu mình ướp cá, mình sa tế rồi cái mình bỏ xả, bỏ núm vô rồi mình hấp nha nha. À, cả nhà ơi, giờ mình khử khuẩn dê rồi mình cho nó ra, mình rửa nước lạnh lên nha cả nhà. Cái này khử mùi tanh. Khử cái mùi tanh của dê. Wow. À, giờ bắt đầu mình cháy xả tỏi, mình chuẩn bị làm lẩu dê nha cả nhà. Dầu nó sôi rồi cho nó dê cả nhà ơi. Wow. Thơm quá, tổ lẩu dê luôn cả nhà. Mình cháy thơm cái đã. Rồi vô đây đi. Mình nêm gia vị vô nghe cả nhà, ai muốn gì thao thì nêm vậy. Cá mình để vô cái nồi mình hấp luôn nghe cả nhà. Cá bằng cái này, cái nồi bự luôn. À, anh Vinh quà xuống cho em đó. Trời ơi, chị lên phải ganh một thùng luôn kìa. Quá trời ơi. Chị ơi, chị xuống chơi là em vui rồi đó, chị ganh gì dữ vậy? Trời ơi, chị đi xuống mà đã nói tụi em là không có làm gì hết á, chị rồi. Chuẩn bị hết, chị đi chơi vậy đó. Rồi tụi em, tụi để anh Vinh đi thôi, để anh Vinh đi. Rồi đi đâu mà chuẩn bị đồ, trời ơi. Dạ, con đi chơi là vậy á. Mày móc xuống nữa nha. Xuống nữa dạ. À, đi cái đường đó chị chứ. Dạ, mắc cười quá à. Dạ, đi đường này đi, chắc là khó đi hả chị? Khó đi với em, cái cầu mấy cây cầu á, mắc cười dạ, quá. Nghe sách đến bàn luôn đi cưng. Ờ, để anh bụi dạ luôn đi. Cừu, để cầu tôm. Tao, trời ơi. Trời ơi. Ở đây là sẽ tép không ạ? Ở đây là. Quá trời. Mày dễ vô đi rồi, thôi mình ra ngoài sau mình nướng. Bây giờ đang xắt thịt. Cô Linh đang xắt thịt. Đang
Nắng quá cả nhà, giờ ra đây che làm mát luôn cả nhà. Giờ gió hàng gió là mát rồi đó. Xin chào tất cả các bạn. Lại là mình. Lại là mình đây. lại là mình nữa. Lại là mình đây. Quán giỏng luôn đi. Dạ, đây có giỏng nè. Vườn quán giỏng luôn. À, cả nhà ơi, hiện tại giờ mình bày ra vuông á, mình bày tí một số món ăn của chị Linh vlog, chị Linh miền Tây sống ở Sài Gòn nha cả nhà. Rồi giờ ra vườn rồi mình cũng có giỏng nữa cả nhà, để mình đem cho ai mà lỡ có xỉn á, thì mình lên đây mình nằm nha cả nhà. Nói vậy thôi chứ chắc cũng đâu có đến nỗi rồi xỉn đâu nha cả nhà. À, mình vuông thì cũng mát á, thì nó rộng nữa, mình đem giỏng ra luôn nha cả nhà, hai chồng kiên ra. Này con gái của chị Linh nha cả nhà. Ôi con mình chưa dĩ tên nó lên nó nằm rồi, mát quá đã quá ha. À, bên kia là thoáng là có cái lò nướng nha cả nhà. Em của mình nó đang nướng tôm với mực nha cả nhà. Đó mình đang bày tí ra cái chỗ này đang mình thưởng thức cái buổi tiệc nha cả nhà. Ở đây có chị Linh có đem xuống ốc hương nha cả nhà. Nguyên một dĩa ốc hương tồi thơm ngon, còn đây là ba khía luôn nha cả nhà. Ba khía mắm ba khía. Nhìn ớt thôi cũng đã rồi. Ở đây là thịt luộc nha cả nhà. Thịt luộc với khế nè, rồi dưa leo với khóm. Mình ăn kèm với ba khía nha cả nhà. Còn nó khô cá lóc mình gói xài. Nhìn dĩa khô cá lóc nó hấp dẫn làm sao đâu á. Ôi bẹp mí qua nữa nè, nguyên một cái lẩu dê của mình nấu luôn nha nhà. Nó thơm ngon cực kỳ luôn. Đậy nắp lại cho nó nóng nha. Còn qua đây là cá dồ nha cả nhà. Cá tra đó. Mình lăn bột chiên. Đây dưa hấu nè. Rồi nước mắm. Đây thịt nè. Cái này nó quan trọng nhất là cả nhà. Thịt heo hun khói, đùi heo hun khói cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi, cực kỳ ngon luôn. Đây thằng con thứ hai của mình nha cả nhà. Chào cô chú nha. Rồi nó chào cô chú này cô chú đó, rất là nhiều món luôn. Còn đây là chân gà ngâm sa tắc do chị Linh làm, ngon lắm cả nhà ơi, rất là ngon luôn á. Nhưng mà nghe y như gỏi vậy, rất là ngon. Trái cây nè. Rồi nói chung là nhiều món lắm. Chị Linh đem xuống rất là nhiều món luôn cả nhà ơi. Ra vuông này rất là vui luôn. Bây giờ mình nhập tiệc tàu ô tôm nè. Cả nhà thấy con này mấy nó bự làm sao đâu á. Wow, rất là nhiều món nha cả nhà. Cả nhà ơi, giờ gia đình chị Linh chuẩn bị về cả nhà ơi. Hãy đón thêm phần 2 của Linh người miền Tây cuộc sống Sài Gòn. Có nhiều điều thú vị và vui lắm nha cả nhà. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Giờ gia đình con vlog mới bay chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một đêm, một ngày rất thật sự là vui vẻ luôn nha.